cơ chế qua thảm họa động đất trên bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, thuộc miền trung Nhật Bản lại phải hứng chịu đợt mưa lũ lịch sử chưa từng có, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, đồng thời ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống của người dân. Theo Sở Cảnh sát và Cứu hỏa tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, tính đến 22 giờ đêm ngày 22 tháng 9, theo giờ địa phương, trận mưa lũ lịch sử tại tỉnh này đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng, 10 người mất tích, 115 ngôi làng biệt lập ở thành phố Wajima, Suzu và thị trấn Noto tiếp tục chưa thể tiếp cận do lở đất và gây chia cắt các tuyến đường, trong khi mức độ ảnh hưởng từ trận mưa lũ này tới đời sống của người dân cũng ngày càng mở rộng. Đây là những khu vực vốn bị ảnh hưởng nặng nề và hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục sau trận động đất có độ lớn 7,6 độ Richter xảy ra vào đầu năm nay khiến hàng trăm người thiệt mạng. Theo chính quyền tỉnh Ishikawa, tính đến nay có khoảng 75.000 người đã nhận lệnh sơ tán tại Ishikawa và 16.800 người khác tại hai tỉnh Niigata và Yamagata ở phía bắc. Mưa lũ cũng khiến hàng chục nghìn người không có nước để sinh hoạt, trong đó nhiều nhất là tại thành phố Wajima, nơi có khoảng 6.200 hộ gia đình, tương đương với 60% tổng số hộ gia đình trong thành phố không có nước. Thành phố Suzu và một số nơi khác có 1.738 hộ gia đình mất nước hàng loạt do máy bơm ngừng hoạt động vì mất điện và đường ống nước bị hư hỏng. Trong khi đó, nhiều tòa nhà và đường xá tiếp tục bị ngập, các cộng đồng bị cô lập xe cộ chìm trong nước và nhiều ngôi nhà ven sông bị nước lũ cuốn trôi. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, mưa lớn kỷ lục đã xảy ra ở nhiều khu vực thuộc tỉnh Ishikawa kể từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9 do ảnh hưởng của front và áp suất thấp hình thành các giải mưa tuyến tính. Lượng mưa trong khoảng thời gian 48 giờ qua tính đến 10 giờ tối ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương là 498,5 mm ở thành phố Wajima và 393,5 mm ở thành phố Suzu nhiều hơn gấp 2 lần lượng mưa trong một tháng và tháng 9 trong một năm bình thường. Đây đều là mức cao nhất kể từ khi cơ quan khí tượng Nhật Bản bắt đầu lưu giữ số liệu thống kê vào năm 1976. Mặc dù cho đến nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã giảm nhẹ mức cảnh báo mưa lũ đặc biệt đối với thành phố Kojima, Suzu và thị trấn Noto, nhưng vẫn khuyến cáo người dân cảnh giác cao trước nguy cơ xảy ra lũ lụt và lở đất, khả năng xảy ra xét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá, đồng thời khuyến nghị người dân tránh xa các sườn dốc và các sông nhằm đảm bảo an toàn. Trong một tuyên bố vào hôm 22 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan đến mưa lũ tại Ishikawa, lưu ý rằng các khu vực bị ảnh hưởng vẫn đang trong quá trình phục hồi và tái thiết sau trận động đất trên bán đảo Noto hồi đầu năm, đồng thời cam kết tiếp tục ban hành các hướng dẫn bổ sung để tìm hiểu đầy đủ và đáp ứng nhu cầu chính đáng của chính quyền địa phương. Bộ trưởng Bộ Quốc gia về khả năng phục hồi quốc gia và phòng chống thiên tai Nhật Bản Yoshifumi Matsumura khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để hiểu rõ tình hình và nỗ lực khôi phục các tuyến đường tiếp cận, tiến hành các hoạt động cứu hộ bằng máy bay trực thăng và phân phối hàng cứu trợ. Trong khi đó, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cho biết, các lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và lực lượng phòng vệ đã được điều động tới Ishikawa để tăng cường các hoạt động cứu hộ tại các địa điểm xảy ra thiên tai, đồng thời nhấn mạnh chính phủ sẽ nỗ lực tìm hiểu tình hình thiệt hại và làm việc với chính quyền địa phương để ứng phó và khắc phục hậu quả của mưa lũ. Akemi Yamashita, cư dân 54 tuổi ở Wajima cho biết, khi nước lũ tràn vào đường phố và nhanh chóng dâng đến nửa chiều cao xe của bà chỉ trong vòng 30 phút, tôi đã nói chuyện với nhiều cư dân ở Wajima. Họ nói rằng thật đau lòng khi sống ở thành phố này. Tôi đã khóc khi nghe điều đó. Cục Khí tượng Nhật Bản ngày 21 tháng 9 ban hành cảnh báo cấp 5, mức cao nhất trong tháng năm nấc vì mưa lũ, yêu cầu cư dân lập tức thực hiện các biện pháp bảo đảm tính mạng do nguy cơ xảy ra thiên tai chết người ở tỉnh Ishikawa. Khoảng 30.000 cư dân ở thành phố Wajima và Suzu được yêu cầu sơ tán từ tuần trước. Tỉnh Ishikawa là nơi hứng chịu trận động đất lớn hồi đầu năm, khiến ít nhất 374 người thiệt mạng và đang trong quá trình tái thiết. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã hạ cảnh báo mưa lũ ở một số khu vực thuộc tỉnh Ishikawa, song vẫn kêu gọi người dân cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ lụt, lở đất. Mặc dù cơ quan khí tượng Nhật Bản đã giảm nhẹ mức độ cảnh báo mưa lớn tại một số vùng, nhưng vẫn khuyến cáo người dân cảnh giác trước nguy cơ lũ lụt và lở đất. Chuyên gia về lở đất Ono Hiroyuki, Chủ tịch Hiệp hội Chống sói mòn và ngăn ngừa thảm họa, liên quan trầm tích Japan Zabo Association, nói với NHK rằng địa hình tại vùng bán đảo Noto rất dốc nên dễ xảy ra lở đất trận động đất mạnh xảy ra tại vùng này vào ngày đầu năm đã làm mặt đất bị lung lay và nhiều khả năng bị sạt lở ngay cả với một trận mưa nhỏ người dân Nhật Bản luôn sẵn sàng chuẩn bị trước các trận động đất lớn tiềm tàng. Yota Sugai, một sinh viên đại học 22 tuổi cho biết, việc nhìn thấy cảnh báo trên truyền hình khiến tôi cảm thấy cấp bách và sợ hãi, giống như một lời cảnh tỉnh. Sau trận động đất hồi tháng 8, Yota Sugai đã đảm bảo nguồn cung cấp khẩn cấp như thực phẩm và nước, theo dõi các bản đồ trực tuyến để biết các khu vực nguy hiểm và cân nhắc đến việc thăm người thân ở các vùng ven biển, giúp họ lập kế hoạch sơ tán. Trong khi đó, sinh viên Masiro Ogawa, 21 tuổi, đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tương tự, chuẩn bị một bộ dụng cụ khẩn cấp ở nhà và thúc giục gia đình cũng làm như vậy. Ogawa cũng không đến các bãi biển trong thời gian này và thay đổi vị trí sắp xếp đồ đạc trong nhà. Masiro Ogawa nói, trước đây tôi không cảm thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất thực tế. Một phần lý do khiến người dân Nhật Bản coi trọng công tác chuẩn bị là vì có quá nhiều trận động đất rung chuyển ở nước này và gây ra hậu quả đáng sợ. Thảm họa năm 2011 đã để lại những vết sẹo lớn trong tâm lý quốc gia và những vết sẹo này càng trầm trọng hơn do những trận động đất lớn mới thường xuyên xảy ra ở nước này sau mỗi vài năm. Giáo sư Yoshioka đến từ Đại học Kobe cho biết, mỗi lần chúng ta lại chứng kiến cảnh mất mát thương tâm về người, các tòa nhà bị đè bẹp và sóng thần gây sự tàn phá, để lại ấn tượng sợ hãi lâu dài. Nỗi sợ hãi này có thể được nhiều người dân chia sẻ. Tôi nghĩ điều này góp phần đáng kể vào lý do tại sao Nhật Bản lại chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Đó là lý do tại sao chính phủ Nhật Bản cũng nhấn mạnh vào việc chuẩn bị của người dân để tránh một thảm kịch lớn khác như trận động đất vào năm 2011. Nhật Bản dường như được công nhận là quốc gia đi đầu thế giới về công tác chuẩn bị và khả năng phục hồi sau động đất, từ cơ sở hạ tầng và quy định xây dựng cho đến các hệ thống cứu hộ và cứu nạn trong khi đó Megumi Sugimoto phó giáo sư tại đại học Osaka chuyên về phòng chống thiên tai nhận định sự chuẩn bị đã bắt đầu từ trường học ngay cả các trường mẫu giáo cũng tổ chức diễn tập sơ tán và động đất cho trẻ mới biết đi không chỉ có động đất và sóng thần mà các thảm họa khác cũng thường xuyên xảy ra ở nhật bản đặc biệt là vào mùa hè. Bà Megumi Sugimoto cho rằng nhận thức và các biện pháp phòng ngừa của người dân như dự trữ vật tư khẩn cấp có thể giúp bảo vệ mọi người khỏi bất kỳ loại thảm họa nào. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, mưa lớn kỷ lục gây ra lở đất và lũ lụt vào hôm 21 tháng 9, buộc hơn 900 người từ 581 hộ gia đình ở khu vực phía Nam phải sơ tán. Giới chức cho biết, hiện chưa có báo cáo về thương vong. Junhap New đưa tin, nhiều tuyến đường bộ bị ngăn chặn và cô lập. Một số tuyến đường sắt, bao gồm tuyến Gyeongbu, nối Seoul và Busan đã bị hủy hoặc tạm dừng. Các tuyến đường thủy cũng bị gián đoạn. Mưa lớn khoảng 200mm làm ngập hàng chục con đường và phương tiện trên khắp Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, và gây ra một hố sụt rộng 10m trên đường vào sáng ngày 21 tháng 9. Hai chiếc xe tải đã lao xuống hố và bị lật úp. Trước đó, Thủ tướng Han Duk-su khẩn trương chỉ đạo các quan chức tận dụng mọi nguồn lực sẵn có để giảm thiểu thiệt hại và chuẩn bị ứng phó mưa lớn khi bão Pulasan tiến đến bờ biển phía nam nước này. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Nguy cơ Thiên tai Quốc gia Philippines hôm 21 tháng 9 thông báo, các đợt gió mùa Tây Nam và bốn cơn bão gần đây đã tàn phá hơn 11.000 ha lúa, bắp và cây có giá trị cao. Tổng thiệt hại ngành nông nghiệp là hơn 800 triệu peso, khoảng 14,3 triệu USD, theo báo Inquirer. Ngoài ra, thiệt hại cơ sở hạ tầng là hơn 22 triệu peso, khoảng 1,4 triệu người dân bị ảnh hưởng, 25 người chết, 13 người bị thương và 8 người mất tích.